Và chính vì cái thời học trung học đó là mấy ông sáng tác được rất là nhiều, sau này cũng từ Đà Lạt. Và phải nói là Đà Lạt ngày xưa cũng là một cái nôi để mà quý vị ấy lên tới đây tìm cảm hứng, giống như Trịnh Công Sơn cũng một thời gian sống dài ở Đà Lạt. Và mãi đến sau này, sau ngày 75 thì cũng có một số người mãi đến sau mới trở về. Từ Công Phụng thì vì ông học ở trong cái môi trường trường Pháp, do đó chúng ta nghe cái âm nhạc của ông cũng khác so với cái dòng nhạc của những người khác. Chúng ta hãy cùng đến với bài Bây giờ tháng mấy của Từ Công Phụng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cho mình thương nhớ nhau. Người yêu mới hờn một chút cái ông thấy cảm mùa đông không ạ? Thấy mùa xuân đâu mất rồi. Yêu nhau kinh khủng như vậy mà ngày xưa mà mỗi lần chắc mấy người mà yêu nhau mà hờn giận nhau thì khổ đau quá không ạ?